Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Anh của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục luyện thi GPT, đề thi N1. Hôm nay chúng ta sẽ chữa đề thi GPT tháng 12 năm 2017. Phần thi Mojigoi, đầu tiên là môn đây 1, cách đọc của từ kanji này. Ichiban, atarashii hanbai ruto nanani na shita. Chúng ta thấy ở đây có từ chữ Hán là chữ khai và chữ thác, đúng không? Sẽ đọc là khai thác cự, đúng nhỉ? Như vậy các bạn sẽ chọn đúng là số 1 này. Nghĩa của nó là khai thác luôn. Câu này nghĩa là đã khai thác cái bình thường từ rư tộ này có thể dịch là cái đường đi lộ trình, đúng không nhỉ? Đấy, nhưng mà hambai rư tộ có thể hiểu là một cái kênh bán hàng mới. Chẳng hạn như là bây giờ rất là thịnh hành cái việc bán hàng online đấy. Các từ như là kai đa cự và kai zeki thì không phù hợp. Cái từ kai zeki ấy, chữ Hán của nó sẽ là chữ giải và chữ tích. Kaiseki. Tiếp theo câu số 2. Watashi tachi wa machi no nani nani ni zenryoku de torikunde imasu. Chúng tôi đang tập trung toàn lực vào việc gì đó, thành phố, thị trấn. Ở đây các bạn thấy có chữ Hán là chữ phục và chữ hưng. Cái khó của câu này đó là gì? Đó là cái chữ hưng nó có hai cái đọc là cô và kiều. Đấy. Thì trong trường hợp là từ phục hưng nhá, chúng ta phải đọc là phục cô. Đúng, ở đây phải là số 1. Chi bằng. Có nghĩa là cái việc phục hưng, cái việc khôi phục. Chúng tôi đang dốc toàn lực vào cái việc khôi phục hưng cái thị trấn. Các từ như là phục kiều, phục cư cô hay là phục cư kiều đều không phù hợp. Câu 3. Câu 3 là một câu mà hỏi về động từ này. Shoru no kakuni o nanani tame ni mondai ga shojita. Đây là chữ đãi. Chữ này sẽ có hai âm cư là namakeru và okotaru, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn ở đây là yombang okotatta, có nghĩa là lơ là chểnh mảng. Bởi vì chểnh mảng cái việc xác nhận tài liệu giấy tờ ấy, bởi vì lơ là cái việc xác nhận này cho nên là đã phát sinh vấn đề. Các từ còn lại, ví dụ một chúng ta có itsuwata này, đây chữ Hán là chữ ngụy nhá, có nghĩa là làm giả, ngụy tạo, ngụy trang. Số 2 chúng ta có từ tamerata, cái này thì Hán tự nó hơi khó, nó ngoài bảng thường dụng Hán tự này, các bạn nhìn thấy nó khá là đáng sợ đúng không? Tamerata thường người ta viết hiragana thôi. Còn ayamata chúng ta sẽ có hai chữ Hán phù hợp. Đó là chữ ngộ, có nghĩa là sai lầm. Và chữ tạ có nghĩa là xin lỗi. Tiếp theo câu số 4 này. Nihonjin no nanyani o ete shashin o keisai shita. Ở đây các chúng ta thấy chữ Hán là chữ liễu và chữ thừa. Chữ liễu sẽ đọc là điều, như vậy các bạn sẽ loại ngay được số 2 và số 4, bởi vì đây là đang để là rô là không chính xác này. Đấy, chúng ta loại được số 2 với số 4 nhá. Chúng ta sẽ còn 1 với lại 3, vậy sẽ là ryoshu hay là ryosho. Thì chúng ta có chữ thừa trong từ thừa nhận là shonin. Đúng không? Như vậy thì đúng phải là số 3. Ryosho. Từ dio này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự chấp thuận, cái sự cho phép, cái sự đồng ý. Nhận được cái sự đồng ý của người Nhật ấy, thì tôi đã đăng cái bức ảnh lên. Có thể là mình chụp ảnh cùng với họ. Nhưng mà thông thường là người Nhật cái việc mà tự ý đăng lên thì người ta không thích, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải có được cái sự cho phép, cái sự chấp thuận của họ. Rồi chúng ta mới đăng ảnh lên nhé. Sẽ là số 3 này. Tiếp theo câu số 5. Câu số 5 thì Hán tự sẽ là từ N3. Đây. Chúng ta thấy cái từ người ta gạch chân ấy là chữ chỉ của N3 và chữ đồ N4. Thế nhưng mà người ta vẫn hỏi bởi vì là cái từ này nó sẽ đọc đặc biệt. Từ này chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? À, chúng ta sẽ đọc là sashizu. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là số 2. Từ này mặc dù cách đọc đặc biệt nhưng mà chúng ta học ở phần từ vựng Mimikara rồi. Có thể là các bạn sẽ nhớ và các bạn sẽ chọn đúng.
Còn nếu mà nhiều bạn sẽ bị lừa ở chỗ bởi vì chữ chỉ trong từ chỉ thị đọc là CG này. Đây. Ví dụ như các bạn thấy có cái số 4 ấy, đây. Chữ CG nó sẽ là chữ chỉ và chữ thị. Các bạn sẽ lấy chữ chỉ đọc là C, chữ đồ đọc là Z. Các bạn sẽ chọn 3 nhưng mà rất tiếc là trường hợp là những cái chữ Hán mà dễ như thế này ấy, thường là sẽ phải chọn cái cách đọc nó khác đi một chút so với cách nghĩ thông thường của chúng ta nhá. Đấy, các bạn lưu ý, câu này có nghĩa là gì đấy? À, cái người kia ấy lúc nào cũng ra lệnh, tạo từ Sazhi này có nghĩa là mê đê, Sizi đúng không nhỉ? Ra lệnh chỉ thị, lúc nào cũng ra lệnh chỉ tay năm ngón làm cái nọ làm cái kia. Tiếp theo câu số 6. Yujin to Tokyo no meisho nani nani o à nani nani tabi o mankitsu shita. Tôi đã tận hưởng cái chuyến đi, tôi đã tận hưởng cái chuyến du lịch mà làm sao đó nhỉ? Đây là chữ tuần đúng không? Đọc là meguri. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 3. Sam bằng. Dạo vòng quanh, đi vòng quanh các cái danh lam thắng cảnh, những cái địa điểm tham quan nổi tiếng của vùng Tokyo cùng với bạn tôi. Cái này nó còn tạo ra ngữ pháp nananio megutte, xoay quanh. Số 1 là saguri. Saguri là chữ gì đây? Saguri là chữ thám nhá, tìm kiếm này. Số 2 tadori. Tadori là chữ tiên, đến nơi. Và số 4 nebari là chữ niêm, dính, bám. Sang môn đai tiếp theo là môn đai 2, môn đai từ vựng sẽ khó hơn so với lại môn đai mà chúng ta vừa mới làm. Câu số 7. Kogata camera no kokunai shijo dewa heisha ga 20% no nanani o shimete imasu. Ở trong cái thị trường trong nước về máy ảnh cỡ nhỏ ấy thì công ty chúng tôi chiếm cái gì đó 20%. Đê tộ là gì đấy? Là tỷ giá, tỷ suất đúng không? À, cái này nó sẽ có tiếng Anh là gì nhỉ? Từ tiếng Anh sẽ là đây. Không phù hợp này. Chúng ta thấy có từ số 2 là dB dB này, tiếng Anh sẽ là từ này, level có nghĩa là mức, cấp, trình độ này cũng không phù hợp. Từ số 3 là đang cự. Đang cự có nghĩa là thứ hạng, phân cấp, cấp bậc không phù hợp. Ở đây có từ Nijupasento thì phù hợp nhất phải là số 4 đúng không nhỉ? Số 4 là share. Bình thường chúng ta hay hiểu là chia sẻ đấy, nhưng mà ngoài nghĩa như thế nó còn có nghĩa là thị phần nhá. Thì ở đây từ cái khin tộ là chiếm thì phù hợp nhất sẽ là chiếm thị phần bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ phải chọn lá 4. Công ty chúng tôi chiếm thị phần 20%, cũng khá là lớn đấy. Tiếp theo, câu số 8 này. Tenkin no ý của Joshi から それとなく何にされたが返答に迷っている。Chúng ta thấy người ta đang để ở thể bị động nhá. Ở đằng trước đang là Joshi から có nghĩa là bị cấp trên cái gì đó. Đấy. Cái gì nhỉ? Cái ego là cái ý định chuyển việc. Đấy. Soretona cự như kiểu là gián tiếp, người ta không hỏi thẳng vào vấn đề mà người ta nói vòng nói vo. Tôi đã bị cấp trên làm sao đó cái việc chuyển việc, cái ý định chuyển việc, nên là tôi đang rất là băn khoăn, tôi đang rất là bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Chúng ta cùng xem các phương án này. Số 1, từ này là chữ Hán là tự và vấn đúng không? Đọc là jimon. Jimon này có nghĩa là tự hỏi bản thân, không thể nào là bị cấp trên tự hỏi được, nó sẽ vô nghĩa. Như vậy là chúng ta không thể chọn một được nhá. Số 2 là chúng ta thấy có từ này là chữ đả và chữ trần đúng không nhỉ? Dashin là gì đấy? Thăm dò đúng không? À, phù hợp rồi. Tôi bị cấp trên thăm dò. Đúng ở đây sẽ phải là số 2 này. Đây, và nó sẽ đi kèm với cụm là thăm dò ý định. Số 3 chúng ta thấy từ này là chữ thí và chữ hành. Siko là làm thử. Không phải. Số 4 là chữ thám và chữ tác. Tan sa cự. Khám phá, tìm kiếm. Không phải. Đúng ở đây phải là
Số 2, đa sinh. Thăm dò ý định các bạn nhớ nhé. Mặc dù là những cái câu này đã từng ra rồi, nhưng mà biết đâu người ta sẽ hỏi lại trong cái phần khác. Chẳng hạn như là phần cách đọc hán tự thì sao, hoặc là phần từ đồng nghĩa, hay là phần cách dùng từ. Câu số 9 này. 新しい上司は元警察官という何々の持ち主だ. Cấp trên mới của tôi, sếp mới của tôi là gì nhỉ? Là một người có cái gì đó gọi là cựu cảnh sát. Đấy. Là một người có gì đấy, có cái lý lịch đúng không? Có hồ sơ lý lịch. Trước đây là làm cựu cảnh sát và bây giờ làm sếp của mình. Vậy chúng ta sẽ xem cái nào là phù hợp này. Từ đầu tiên là như này. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Từ này có nghĩa là nguồn gốc, khởi nguồn nhé. Không phù hợp này. Từ số 2 là kê độ. Đường đi, lộ trình cũng không phù hợp. Từ số 3 là kê đê kỳ. Kê đê kỳ này có nghĩa là cái lý lịch, cái kinh nghiệm làm việc. Đấy. Thì sao? Phù hợp này với nghề nghiệp. Số 4 là dư đài. Là từ trước đến nay. Không chính xác. Đúng ở đây phải là Samba. Tiếp theo câu số 10. Nuno no bag wa mizu ga shimikomi yasui ga kono bag wa mizu wo sōzai de tsukurarete iru no de ame no hi mo anshin da. Cái túi vải ấy, thì nước rất là dễ thấm vào. Thế nhưng mà cái túi này nó được làm bằng cái chất liệu gì đó nước, cho nên là ngày mưa cũng yên tâm. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là đầu tiên này, cái túi vải bình thường thì là nước dễ ngấm đúng không? Đấy. Còn cái này ấy thì ngày mưa yên tâm, vậy thì nước không ngấm được. Vậy chúng ta sẽ cần một từ mang nghĩa là chống nước, kháng nước. Vậy thì sẽ là từ nào? Số 1 này hajiku. Những cái này đều có hán tự nhá, nhưng người ta không viết. Ví dụ số 1 là hajiku, chữ hán là chữ đạn. Đây. Hajiku có nghĩa là kháng nước, chống nước. Chính xác. Đúng ở đây là 1 nha. Số 2, sorasu. Sorasu có nghĩa là làm lệch. Không phải. Sakeru, sorasu chúng ta sẽ có kanji là chữ nào? Sorasu này. Đây. Chữ giật. Số 3, sakeru. Sakeru chúng ta có thể là chữ liệt đúng không? Có nghĩa là rách. Hoặc là chữ tị. Có nghĩa là tránh. Đều không phù hợp. Và số 4, kobamu. Chữ cự trong từ cự tuyệt, từ chối, không phải nhá. Như vậy đúng ở đây phải là số 1, đúng nhá. Cái này mình sẽ bổ sung thêm một chút thông tin, bởi vì là những cái từ này nó không phải chỉ có một nghĩa. Ví dụ như là từ hajiku nó không phải chỉ có nghĩa là kháng nước đâu. Cái từ này nó còn mang nghĩa là gì nữa? Nó còn mang nghĩa là gảy. Ví dụ như là tsuruo này. Tsuruo, hajiku có nghĩa là gảy đàn nhá. Đấy. Gảy đàn hay là gì nhỉ? Khi mà nó đi với từ sontoku chẳng hạn. Sontoku o hajiku thì có nghĩa là kê san suru, tính toán cái được mất, lợi ích thiệt hơn này. Từ sorasu có nghĩa là lảng tránh đúng không? Hoặc là bỏ lỡ, ví dụ như là shisen. Shisen o sorasu có nghĩa là lảng tránh ánh mắt của ai đó. Mình ngại, mình không nhìn vào mắt người ta, mình lảng chỗ khác, dùng từ này. Đấy. Sakeru thì có thể đi với gì? Nếu như là hán tự là chữ liệt thì nó mang nghĩa là rách đúng không? Ví dụ như là kami này, giấy này, kami ga sakeru. Hoặc là nứt toác ra ấy, mặt đất chẳng hạn. Đây, kami là dịch là rách nhá. Còn nếu mà là jimen là mặt đất ấy, thì nó bị nứt ra. Chẳng hạn như là những cái trận động đất ấy, thì cái mặt đất nó bị nứt toác ra thì dùng cái từ này cũng được. Còn nếu là chữ tị này thì nó sẽ nghĩa là tránh đúng không? Ví dụ như là hito sakeru này, tránh ai đó này. Đấy. Hoặc là tránh gì nhỉ? Tránh tiếng ồn đúng không?
Hoặc có thể đi với từ gì nhỉ? Đi với từ comento sakeru, có nghĩa là miễn bình luận, không bình luận. Từ kobamu là từ chối, chẳng hạn như là từ chối đề nghị nhá. Moshide o kobamu, từ chối đề nghị này. Đấy. Tiếp theo câu số 11. Câu 11. Konkai no katsudou no shushi wa kono dantai no setsuritsu mokuteki kara ookiku shiteiru. Cái phương châm hoạt động lần này ấy, cái mục đích hoạt động lần này nó đang gì đó khỏi cái mục đích thành lập của cái đoàn thể này. À, chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy có cái gọi là shushi, đúng không nhỉ? Là phương châm, cái mục đích này. Đây cũng có từ mục đích luôn. Chẳng hạn như là cái この団体の設立目的, cái mục đích thành lập của cái đoàn thể này ấy, đó là gì? Đó là Kuromo Hongo Sukoto, là bảo vệ trẻ em, đúng không? Thì lần này nó lại không làm cái việc bảo vệ trẻ em đấy, mà nó lại chẳng hạn như là Peto Hongo Sukoto, lại là đi bảo vệ thú cưng. Đấy, thì nó đang lệch nhau. Vậy thì chúng ta sẽ cần một từ mà nghĩa là lệch. Vậy sẽ là từ nào? Câu 1, các bạn thấy đây là chữ Hán là chữ thoát và chữ thoái, đọc là đạt tai. Nó có nghĩa là rút khỏi, ly khai, thường đằng trước sẽ là một tổ chức nào đó. Chẳng hạn như là Kumiai o datai suru, có nghĩa là thoát khỏi, đúng nhỉ? Rời khỏi công đoàn, không phù hợp này, đây không phải mang nghĩa như thế. Từ số 2 là chữ giật và chữ thoái, đọc là itsudatsu. À xin lỗi, không phải giật thoái mà là giật thoát. Giật thoát có nghĩa là sai lệch, chệch hướng, à phù hợp, đúng không? Đây phải là số 2 nhá, nhì bằng. Câu số 3. Số 3 chúng ta có chữ Hán là chữ phân và chữ tán, đọc là bunsan. Bunsan có nghĩa là phân tán theo tiếng Việt luôn, không phải này. Và số 4 là chữ Hán là kakusan, là khuếch tán, cũng không phải. Mục đích hoạt động lần này ấy, nó đang lệch hướng, đấy, nó đang đi chệch xa khỏi cái mục đích thành lập tổ chức này ban đầu. Câu 12. Internet を使えば様々な情報を何々に簡単に入手できる。Nếu mà dùng internet ấy, thì có thể có được cái từ gì nhỉ? Cái từ new siêu này nó bằng từ tê nhị ý đề rự các bạn nhé. Đấy. Thu được, có được, thì có thể có được rất là nhiều thông tin một cách đơn giản. Chúng ta sẽ có cái từ gì? À, từ cố định đi kèm với lại kantani sẽ là itomo. Kantani có nghĩa là hijoni kantani, taihen kantani, cực kỳ, vô cùng đơn giản, đúng không? Như vậy chúng ta phải chọn 4 nhá. Nhôm bằng. Câu số 1, phương án số 1, aet là dám. Dám làm việc gì đó, không dùng này. Iso là thà rằng. Đấy, thà rằng làm cái đó. Semete là ít nhất, tối thiểu, không phải. Tiếp theo, câu 13 cũng là câu cuối cùng của môn đề 2. Các bạn thấy là đều là từ láy, một phần mà rất là nhiều bạn là thấy sợ đây. Kawara no ishi wa katachi mo ogisa mo nanani de onaji mono ga hitotsu mo nai yo ni mieta. Đá ở bãi sông ấy thì cả cái hình dáng lẫn cái kích thước nó đều làm sao đó và không có cái nào giống cái nào. Đây. Trông có vẻ như là không có cái nào giống nhau. Vậy thì nó là mỗi cái một kiểu, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái từ nào cho phù hợp. Từ đầu tiên, goro goro. Goro goro có nghĩa là thong thả làm gì đó. Đấy. Ở nhà thong thả chơi, không có làm gì hết này. Có thể dùng từ này, hoặc là goro goro là tiếng sấm nổ nhá. Không phù hợp. Machi machi là nhiều kiểu, đa dạng, khác nhau. À, chính xác rồi. Đúng của chúng ta sẽ là số 2, machi machi. Số 3, gura gura là lung lay, rung rung, nó dùng để diễn tả cái sự rung lắc dao động. Nuru nuru là nhôm nhớp, dính dính. Không phải này, đúng đây phải là số 2 nhá. Tiếp theo là môn đai 3, là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14. Matsumoto shi wa zishin no blogu de hofu o nobete ita. Cái từ này nó đọc là hofu. Đây, hofu. Hofu có nghĩa là gì?
có nghĩa là ước nguyện, đấy, quyết tâm, hoài bão. Ngài Matsumoto ấy đã bày tỏ cái gì đấy, đã bày tỏ cái ước nguyện, đã bày tỏ cái quyết tâm, đã bày tỏ cái hoài bão ở trên cái blog cá nhân. Vậy thì cái từ nào nó đồng nghĩa với nó nào? Chúng ta có từ đầu tiên đọc là kenkai. Kenkai là quan điểm, cách nhìn nhận không phù hợp. Số 2 là kansha, là cái sự cảm ơn, sự cảm tạ, cũng không phù hợp này. Số 3 là hanse, là cái sự kiểm điểm, nhìn lại bản thân không đúng. Và số 4 là ketsui, là cái quyết tâm, đúng không? Như vậy phù hợp nhất, đồng nghĩa với lại từ hô phụ sẽ là từ ketsui. Yombang tadashi. Tiếp theo câu số 15. Ano koro wa kurashi ni yutori ga atta. Cái lúc đó thì tôi đã có cái gì? Yutori có nghĩa là cái sự thong thả, cái sự dư giả, đúng không? Cái câu này ý nói là cái hồi đó thì tôi sống một cách thoải mái, tôi sống một cách dư giả. Vậy thì từ nào đồng nghĩa nào? Chúng ta có từ số 1 nhá. Từ số 1 đọc là, từ này quá quen rồi, từ này là từ N3 này. Mokuyo là mục tiêu, không đồng nghĩa. Từ số 2 là kaki, là gì nhỉ? Là cái sức sống, cái sự sôi nổi, cũng không phải. Từ số 3 là yoyu. Từ yoyu có nghĩa là cái sự dư giả, sự thảnh thơi, sự dư thừa, đúng rồi. Số 4 là chie, trí tuệ, không phù hợp. Như vậy đúng ở đây phải là số 3. Samba. Tiếp theo câu số 16. Đây là một cái từ rất là quan trọng và đã từng được hỏi khá là nhiều lần trong các đề thi rồi. Shukadai su wa jakkan nobete iru, nobite iru. Cái gì nhỉ? Shuka đây là xuất hàng nhá. Dai su đây là cái số máy để máy móc đấy, hoặc là phương tiện. Cái số máy mà xuất hàng ấy thì nó đã tăng lên, đúng không? Jakan bình thường thì ở trong sách người ta hay để là skoshi, là một chút, một ít. Ở đây chúng ta thấy lại không có cái nào là skoshi đấy. Nhưng mà chúng ta phải chọn một cái mà mang nghĩa gần giống nhất. Ví dụ số 1, imadani. Imadani là vẫn, giống mada ấy, vẫn đang, không phù hợp này. Số 2, wazukani là chút ít, một chút, đúng rồi. Đúng ở đây phải là số 2. Mấy cái từ này đều có hán tự hết. Ví dụ như là số 1 này, imadani. Đây, chữ vị nhá, là vẫn này. Wazukani. Đây. Tsuneni là luôn luôn, thường xuyên. Giống itsumo, không phải. Sarani là hơn nữa, thêm nữa. Cũng không đúng, đúng không? Như vậy đúng phải là số 2 này. Tiếp theo câu số 17. Sono giin wa giikai de no hatsugen o tekkai shita. Hán tự là chữ triệt và chữ hồi. Triệt hồi này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thu hồi, rút lại, bác bỏ những cái phát ngôn, những cái đề án mang tính chất sai lầm hoặc không phù hợp. Đấy, vậy thì chúng ta cùng xem này. Số 1, torikeshita. Torikeshita là gì nhỉ? Hủy bỏ, đúng không? Chính xác, đúng đây sẽ là số 1 luôn nhá. Từ số 2. Từ số 2 ấy, chúng ta có đây là chữ Hán là chữ đính và chữ chính. Sẽ đọc là TC. TC, đính chính, không phải. Đây là người ta bỏ hẳn chứ không phải người ta đính chính gì cả. Nên là chúng ta sẽ không chọn được cái này. Tiếp theo câu số 3 là kurikaishita. Kurikaisu là lặp đi lặp lại. Không phải này. Và số 4 là shoryakushita là tỉnh lược, lược bớt, cũng không đúng luôn. Cái đại biểu đó đã rút lại cái phát ngôn tại cuộc họp, đúng không? Đã bác bỏ những cái phát ngôn mà mình đã nói tại cuộc họp. Tiếp theo câu số 18. Ano futari wa itsumo hariatte iru. Chúng ta thấy có từ người ta gạch chân là từ hariau, có nghĩa là ganh đua, cạnh tranh nhau, đúng không? Đấy. Hai người kia lúc nào cũng ganh đua, cạnh tranh với nhau thì chúng ta sẽ dùng từ nào? Số 1 là mitsume atte. Mitsume atte là nhìn nhau chằm chằm này.
Không phải này, số 2 taskete là giúp đỡ nhau. Từ số 3 là kisoi ate là cạnh tranh nhau. Số 4 là kizutsuke ate là làm tổn thương nhau. Thì đúng nhất phải là 3. Samba. Câu số 19, câu cuối cùng trong phần từ đồng nghĩa. Nakamura shi no katakuna na taido wa kawaranakatta. Ở đây là một tính từ đuôi na, người ta không viết hán tự. Nếu người ta viết hán tự các bạn sẽ biết ngay các bạn ạ. Katakuna na là tính từ đuôi na này, có nghĩa là đây, nếu mà viết hán tự nó là chữ ngoan thì chúng ta đoán được ngay là ngoan cố đúng không? Cái thái độ ngoan cố của ông Nakamura ấy vẫn không thay đổi thì từ nào đồng nghĩa với từ ngoan cố nào? Chúng ta có từ đầu tiên là resena là điềm tĩnh bình tĩnh này. Không phải. Số 2 là ganko đúng không? Ganko na chính xác rồi. Số 3 là going. Going na có nghĩa là khăng khăng áp đặt, mang tính chất gia trưởng này. Và số 4 là shinken. Shinken na là nghiêm túc. Không phải. Đúng là 2 nhá. Tiếp theo chúng ta sang môn đài khó nhất của phần từ vựng, đó là môn đài cách dùng từ. Môn này là khó bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà chỉ biết nghĩa không ấy, thì các bạn chưa chắc đã được điểm cái câu đó. Người ta sẽ chọn những cái câu mà nghĩa rất là giống nhau, na ná nhau. Đấy. Chúng ta cùng xem câu 20. Từ này là chữ trọng và chữ gì nhỉ? Chữ trọng và chữ phức đúng không? Từ này sẽ đọc là Jufuku. Đấy. Hoặc là chô phức cự cũng được các bạn nhé. Chô phức cự đọc hai cách. Từ này có nghĩa là gì? Từ này có nghĩa là lặp lại, trùng lặp. Nó dùng với những cái gì? Nó dùng với lại những cái từ chẳng hạn như là Hanashi này, câu chuyện lặp đi lặp lại này. Đấy. Cái việc gì nhờ? Cái việc kiểm tra này, check cự này, check cự gì nhờ? Câu từ này đúng không? Hoặc là dữ liệu lặp đi lặp lại thì dùng cái từ này. Bây giờ chúng ta thử xem này. Watashi wa dōryoku wo oshimazu nando mo jūfuku shite oboeru koto de kiyoku wo teichaku saseta. Tôi đã làm cho cái ký ức nó được định hình. Tôi đã làm kiểu như tôi đã cố gắng để ghi nhớ ấy. Đấy. Tôi đã làm cho cái trí nhớ của tôi nó vững chắc bằng việc tôi gì nhỉ? Tôi không tiếc nỗ lực để tôi nhớ trùng lặp, chắc chắn là không phải là có cái gọi là nhớ trùng lặp. Nandomo thì thông thường nó sẽ là gì đấy? Nandomo kurikashite đúng không? Tôi đã nhớ lặp đi lặp lại. Kurikashite. Câu 2. Taidyo no data no naka ni wa dư phục してるものもあり早急に整理が必要だった. Ở trong số cái dữ liệu khổng lồ ấy thì có những cái thứ mà nó trùng lặp, cho nên là cần phải sắp xếp lại một cách nhanh chóng. À, rõ ràng là chúng ta thấy có từ data là dữ liệu đúng không? Vậy thì hinto rồi. Thứ nhất về nghĩa, thứ hai là có cái hinto là data. Vậy thì chúng ta phải chọn đúng là 2 này. Dữ liệu trùng lặp nha. Số 3. Kenko ni jishin ga atte mo muri ga jūfuku sureba karada wo kowashite shimaimasu yo. Cho dù có tự tin về sức khỏe nhưng nếu như trùng lặp cái muri, trùng lặp những cái sự vô lý quá sức ấy thì sẽ gây hại cho sức khỏe. Cái này chúng ta sẽ không dùng cái từ trùng lặp được đúng không? Mà chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải dùng từ tsuzukeba. Nếu như cái gì nhỉ? Nếu như cái sự quá sức nó tiếp diễn thì sẽ gây hại cho cơ thể nhá. Câu số 4 này. Kaeen wo matsu hito no retsu ga odoroku yo odoroku hodo jūfuku shite nyūjō gate no mae ni dekite ita. Cái hàng người mà đợi mở công viên ấy, mở cửa ấy thì nó làm sao? Thấy có từ retsu thì phải biết ngay là cái hàng đấy là cái hàng dài đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ nobite. Đấy. Cái hàng người đợi mở cửa gì nhỉ? Mở cửa công viên
thì nó dài và nó gì nhỉ, nó hình thành ở trước cổng cổng vào đến mức mà khiến tôi rất là ngạc nhiên. Tiếp theo 21 chúng ta có chữ Hán là chữ cứ và chữ điểm. Đây, từ này đọc là gì đây nhỉ? Từ này đọc là kyo ten. Kyo ten cứ điểm này mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là cơ sở, căn cứ, văn phòng đại diện của một cơ quan tổ chức nhá. Các bạn sẽ xem cái từ nào phù hợp này. Ichi uwasa no kyo ten o tsuikyu shite mo nani mo kaiketsu wa shinai daro. Cho dù chúng ta có gì đây, chúng ta có truy cứu, có truy tìm cái cứ điểm của uwasa. Ở đây từ từ uwasa là cái lời đồn, thì không ai nói là cái cứ điểm, cái văn phòng đại diện đúng không của lời đồn cả. Cái này các bạn phải dịch là cái gì nhỉ, cái nguồn gốc của lời đồn đấy, cái nguồn của nó sẽ, các bạn dùng từ Hasingen nha. Đây, chữ phát, chữ tín và chữ nguyên. Uwasa no Hasingen có nghĩa là cái đâu là cái đối tượng, đâu là cái nguồn phao ra cái tin đồn đó đấy. Cho dù chúng ta có gì nhỉ, có truy tìm nó thì cũng không giải quyết được gì hết. Câu số 2. Nihon Kin Dai Bungaku no kyoten tonatta sakin toshite kono shosetsu wa takaku hyouka sareta. Cái quyển tiểu thuyết này được đánh giá cao như là một tác phẩm trở thành cái cơ sở, căn cứ, văn phòng đại diện cho văn học các đại Nhật Bản, không phù hợp đúng không? Đi với lại cái gọi là Nihon Kin Dai Bungaku thì chúng ta sẽ không dùng từ này được, chúng ta phải dùng từ gì các bạn? Chúng ta phải dùng từ Genten hoặc là từ Hajimari. Hai từ này có nghĩa là khởi nguồn, bắt nguồn, chứ chúng ta không dùng từ cứ điểm này. Câu số 3 này. Kono toshi wa hiroba o kyoten ni shite michi ga hosha-jo ni nobeteiru. Ở cái thành phố này ấy, thì các cái con đường nó đang tỏa ra theo cái dạng phóng xạ, có nghĩa là nó giống cái hình gì nhỉ, nó giống hình lấy cái hiroba, lấy cái quảng trường làm cơ sở, làm căn cứ, làm cứ điểm, làm văn phòng, không phù hợp nhá. Cái này các bạn phải sửa thành chushin, làm trung tâm. Cái câu số 3 ấy nó kiểu như này mọi người này. Chẳng hạn như đây là cái Hiroba, đây là cái quảng trường nhá. Thì những cái con đường ấy nó sẽ có cái dạng như này này. Đây, nó từ đây nó tỏa ra các hướng. Đấy. Thì người ta gọi là này. Hosha-jo ni nobiteiru. Hán tự là phóng xạ đấy. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 ở đây sẽ là 4. À, 4 là 4 à? 4 là chính xác. Eisha wa jimoto no Kyoto kyoten ni zenkoku kakuchi de business wo tenkai shiteiru. Cái công ty A đang triển khai cái việc kinh doanh ở khắp các nơi trên đất nước, lấy cái Kyoto làm căn cứ, làm cái cơ sở, làm văn phòng đại diện. À, bối cảnh là gì nhỉ? Bối cảnh là công ty tổ chức này đấy, ở khắp các nơi, và lấy một địa điểm nào đó làm cái đại bản doanh đấy. Đấy, là phù hợp nhất đúng không? Như vậy đúng, đây phải là 4 này. Số 22 chúng ta có từ này là Masaki. Các bạn có từ Saki là trước đúng nhỉ? Chữ chân có nghĩa là chính xác như thế. Chẳng hạn như là Maka là đỏ chót đấy, hay là Makura là tối om, thì Masaki là trước nhất, trước hết, trước tiên, đầu tiên. Nó là một tính từ đuôi na. Và nó sẽ đi với dạng như thế nào? Nó đi với lại những cái động từ phía sau. Nó sẽ có dạng là Masaki ni, đi với V, đi với động từ, là có nghĩa là V là cái mà xảy ra đầu tiên, hoặc là V là cái làm đầu tiên. Thông thường những cái động từ này nó thường mang tính chất cố định nhá. Chẳng hạn như là thông báo trước tiên này, shiraseru. Đấy. Hay là gì nhỉ? Chạy đến trước tiên, chạy đến đầu tiên, kaketsuketa, kaketsukeru. Hay là từ xuất hiện đúng không? Deru, xuất hiện đầu tiên, sẽ là những cái từ mà đi kèm với nó. Chúng ta cùng xem. Leader ni tekishita hito toshite, masaki ni watashi no atama ni ukanda no wa Ishikawa san datta. Như một người mà phù hợp với lại cái chức leader ấy, cái chức quản lý ấy, lãnh đạo ấy,
thì cái người mà hiện lên trong đầu tôi đầu tiên là anh Ishikawa. À đúng đúng không? Mặc dù không có trong đây nhưng mà từ Ukanda đây ấy, Ukabu đây thì nó là nổi lên, hiện lên, nó giống từ đây là xuất hiện. Vậy thì đúng nhất của chúng ta sẽ là số 1 đúng nhỉ? Nếu các bạn mà chưa tự tin các bạn có thể đọc tiếp các câu còn lại để xem nhá. Đây, đây hiện tượng sẽ là hiện ra đầu tiên này. Số 2. Tsugi no testo dewa kurasu de masaki ni nareru yo ni zambatte benkyou shiyou to omou. Ở trong cái bài kiểm tra tiếp theo thì tôi sẽ cố gắng học để tôi trở thành cái trước nhất đầu tiên ở trong lớp. Đây rõ ràng là không phải, đây sẽ cần một danh từ đúng nhỉ? Cái này chúng ta phải dùng từ top, đứng ở top đầu nhá. Đấy, chứ không phải là chúng ta dùng từ masaki. Câu số 3. Sakihodo okubari shita shiryou no masaki ni aru graph wo goran kudasai. Hãy xem cái biểu đồ mà ở ở gì nhỉ? Ở trước nhất của cái tài liệu mà tôi phát ban nãy. Ở gì đây? Ở đầu tiên này phải dùng từ slideshow. Câu số 4. Higa warui no de kyoshitsu no masaki ni suwaranai to kokuban no ji ga yoku yomenai. Bởi vì là ánh sáng mặt trời nó không chiếu tốt đấy, bởi vì là trời cái việc cái sự chiếu sáng nó không tốt. Cho nên nếu như không ngồi ở trước nhất đầu tiên của cái lớp học thì sẽ không thể nào đọc được chữ ở trên bảng. Không đúng đúng không? Chúng ta sẽ phải dùng cái từ gì? À, chúng ta có thể nói là kyoshitsu no ichiban mae. Có nghĩa là ngồi ở trước nhất, ngồi ở hàng đầu ở trong lớp đúng không nhỉ? Này, chúng ta sẽ cần một, đây là một tính từ sẽ đi với lại động từ bổ nghĩa đằng sau nhá, cho nên là số 4 viết như này thì nó thành danh từ rồi. Chúng ta sẽ không chọn được. Đúng đây phải là Ichiba. Tiếp theo câu số 23. Câu 23 Hán tự của chúng ta sẽ là chữ gì đây? Chữ khẩn và chữ mật đúng không? Khẩn mật. Đấy. Đọc là Kimitsu. Từ Kimitsu này nó khá là giống từ Misetsu các bạn nhé. Mật thiết. Đấy. Chữ Hán là mật và tiếp này. Nó dùng để làm gì? Nó là một tính từ đối na và dùng để thể hiện cái sự qua lại khăng khít, mật thiết, chặt chẽ. Thông thường nó sẽ đi kèm với những cái cụm cố định chẳng hạn như là đen đá cự này, à, gì nữa, mối quan hệ này, căng kề hay là gì đấy, hay là cái sự kết nối tsukiai, hay là đen kề đúng nhỉ, kyoryoku. Những cái dạng bài này các bạn cố gắng nhớ những cái cố định đi kèm thì các bạn sẽ làm được tốt hơn. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Cư cổ no ga soro zo set shita koto de kokuki no hachaku ga masu masu kimitsu ni natta. Cái từ từ này ấy, nó đọc là kasoro nhá, có nghĩa là cái đường băng. Bằng cái việc mà xây dựng tăng cường cái đường băng ở trong sân bay mà cái hạt trác cự là cất cánh và hạ cánh đấy, là cái việc gì nhỉ, cái việc cất cánh và hạ cánh của những cái máy bay ấy, nó đang dần dần trở nên khăng khít chặt chẽ, rất là sai nghĩa đúng không? Khi mà xây nhiều đường đường băng lên ấy thì cái việc gì nhỉ, cái việc máy bay đến và đi nó sẽ trở nên nhiều hơn, thường xuyên hơn đúng không? Chúng ta sẽ phải dùng từ himpan, từ này mới phù hợp này. Câu số 2. Kyō no kōen kai wa sankasha ga ooku. Kaijō no taikukan ni wa kimitsu ni isu ga narabe. Cái gì nhỉ? Cái buổi hội thảo ngày hôm nay người tham gia nhiều. Cho nên là cái nhà thi đấu đấy, cái nhà thể dục làm hội trường ấy thì cái ghế nó được xếp một cách mật thiết. Không phải đúng không? Không phải là mật thiết chặt chẽ khăng khít khi dùng với xếp ghế. Chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải dùng từ giri, xếp chen chúc. Đây, từ này mới phù hợp. Còn cái từ kimitsu này nó dùng trong kiểu như là những cái mối quan hệ nhá, mang tính chất trừu tượng. Câu số 3 này. Kono futatsu no tango wa imi ga kimitsu ni tsukai wakerarete iru node
siêu tốc cường á, muzukashi. Hai cái từ này, bởi vì ý nghĩa của nó được phân chia một cách làm sao đó mà cái việc học nó rất là khó. À, ý nghĩa của nó phân chia một cách gì đấy? Rất là chi ly, nhỏ lẻ, chi tiết đúng không? Đấy, sẽ là từ bi sai. Từ này nhá. Chẳng hạn như bây giờ bắt phân biệt cái từ gì nhỉ? Từ jokyo chẳng hạn. Đây, jokyo, tình huống, với lại jotai, trạng thái. Hai từ này khá là khó đấy. Hoặc là từ gì? Hoặc là từ hyoban và hyoka đều mang nghĩa là đánh giá. Những cái từ này gọi là gì nhỉ? Gọi là cái việc phân biệt nó rất là chi ly, nhỏ lẻ, chi tiết, đi vào ngõ ngách. Đấy. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 chúng ta thấy là gì? Kono chiku dewa kodomo no anzen o mamoru tame gakko to chiiki ga kinmitsu ni kyoryoku shiteiru. À, chúng ta thấy có hint là kyoryoku rồi. Ở cái khu vực này ấy, thì để bảo vệ an toàn cho bọn trẻ thì nhà trường, trường học và khu vực đang hiệp lực với nhau một cách mật thiết, chặt chẽ, khăng khít, phù hợp đúng không? Hai đối tượng này, hai bên này tiến hành việc đó một cách chặt chẽ như vậy đúng. Ở đây phải là 4 nhá, yom bằng. Tiếp theo chúng ta sang câu số 24. Đây là một cái động từ rất là quen thuộc rồi. Chữ toại, hiểu nhỉ? Đọc là togeru, có nghĩa là đạt được. Đạt được, có được. Nhưng mà có được cái gì? Nó sẽ là những cái cụm mang tính chất tương đối cố định đúng không? Có được cái gì đây? Có được cái sự phát triển nhá. Đạt được cái sự phát triển hạt tên này. Đấy. Đạt được một cái teki này, mục đích này. Đạt được gì nữa nhỉ? Sự tiến bộ này. Sự tăng trưởng này. Henka này. Câu 1. Kono machi wa kinnen no sai kaihatsu niyori odoroku yona henka o togeta. Cái thị trấn này ấy, nhờ cái việc tái phát triển những năm gần đây mà đã đạt được cái sự thay đổi, đã có được sự thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. À, chúng ta thấy có từ henka là phù hợp đúng không? Một là chính xác. Câu 2. Shite no kouza ni nyūkin shita shiten de seishiki na keiyaku ga togerareru. Ở thời điểm mà chuyển tiền vào cái tài khoản ngân hàng chỉ định ấy, thì cái hợp đồng chính thức nó đạt được, có được. Nếu mà chỉ dính nghĩa thì các bạn sẽ chọn 2, nhưng mà không phù hợp đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì đây? Cái hợp đồng nó sẽ có hiệu lực nhá, các bạn dùng từ hakko. Đây. Đấy. Hợp đồng có hiệu lực khi mà tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng chỉ định. Câu 3. Ikeda-san wa wakate da ga tantō bushō de juyō na sekinin o togeteiru. Ikeda thì là một tay còn trẻ, là một tay khá là trẻ, nhưng mà ở trong cái phòng ban mà hắn đảm nhận ấy, cậu ấy đảm nhận ấy, thì có được một cái trách nhiệm quan trọng. À, chúng ta thấy đằng trước là từ sekinin thì không phải dùng từ togeru đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì đấy? Chúng ta phải dùng từ gánh vác nhá. Có thể dùng từ ninau, ninatte này. Hoặc các bạn có thể dùng từ hatashite. Câu 4. Yōsha no hanashi dewa daigetsu matsu ni wa ekimae no kōji o togeru yotei rashii. Theo lời của những bên liên quan, theo người của gì nhỉ, của bên thực hiện ấy, thì có vẻ như là cuối tháng sau dự định là sẽ, đây phải là hoàn thành đúng không? Hoàn thành việc xây dựng ở phía trước ga. Này chúng ta phải dùng từ kandyo thì mới phù hợp. Rồi từ cuối cùng của chúng ta là từ số 25. Unadareru. Cái từ này chắc là sẽ khó với nhiều bạn, bởi vì là ở trong các giáo trình bình thường nó sẽ không có. Bởi vì trình độ N1 là trình độ cao nhất rồi, cho nên là có rất nhiều từ mà người ta lấy ở ngoài sách vở nhá. Muốn làm được điểm cao phần từ vựng N1 bắt buộc là chúng ta phải học rất nhiều từ đời sống thường ngày, tin tức cũng như là báo chí. Đấy. Từ này unadareru có nghĩa là ủ rũ. Ủ rũ, chúng ta sẽ cúi gục đầu xuống do buồn bã, do thất vọng, do xấu hổ đấy. Nó sẽ là cái từ này. Chúng ta cùng xem cái từ nào phù hợp với nghĩa như vậy. Câu 1. Biru no
最上級の窓からうなだれるとあまりの高さに恐怖を感じた。Sau khi ủ rũ từ cái cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà thì tôi cảm thấy sợ hãi vì quá cao. Này không đúng đúng không? Không phù hợp rồi. Cái này phải dùng từ gì? Phải dùng từ mioros là nhìn xuống. Đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà và nhìn xuống dưới ấy, thì mình cảm thấy sợ hãi. Câu số 2. Kino no kagi de wa minna bucho no hanashi ni natoku shi chikara zuyoku unada rete ita. Ở cuộc họp ngày hôm qua thì tất cả mọi người đều tán thành, đều hiểu được cái câu chuyện của trưởng phòng và đã gì đó. Các bạn thấy ở đây có là gì nhỉ? Có hiểu cái câu chuyện. Vậy thì họ sẽ làm gì? Không phải họ ủ rũ đúng không? Phải là họ gật đầu nhỉ? Đây là unazuite. Họ gật đầu một cách rất là hăng hái nhá. Thể hiện cái sự tâm đắc đồng tình đấy. Câu số 3. 姉は知らせを聞いたがかりしたのか、うなだれて顔を上げなかった。Chị tôi nghe tin ấy thì không biết có phải là chị thất vọng không mà chị ủ rũ và không có ngẩng mặt lên. À, hợp lý đúng không nhỉ? Có cái gọi là thất vọng này và không ngẩng mặt lên thì đúng nhất ở đây phải là số 3. Chẳng hạn như là cái tin gì đấy, tin trượt JLPT N1 đấy thì sẽ như thế này, nên là các bạn cố gắng là đừng để bị cái tình huống này xảy ra nha. Cố gắng là chăm chỉ học vào. Câu số 4 này. Nani ka funda yo na ki ga shita no de omowazu unadarete ashimoto o mita. Bởi vì tôi nhận ra là tôi cảm thấy là như kiểu là tôi đã dẫm vào cái gì đó, nên là tôi bất giác tôi nhìn xuống. Tôi đã cúi xuống đúng không? Nhìn xuống chân. Cái này phải dùng từ utsumuku, utsumuite thì mới đúng. Đấy, như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề tháng 12 năm 2017. Các bạn hãy xem thật kỹ cũng như là ghi nhớ những cái phần mà chú ý của các từ nhá. Mặc dù là đề đã được ra rồi nhưng mà có thể là người ta sẽ vẫn hỏi lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ các video trên YouTube Anh Sensei cũng như là trên fanpage. Chúc các bạn học tập tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.